Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di động Thông minh. Theo báo cáo mới đây đến từ Counterpoint thì iPhone 12 là chiếc smartphone 5G bán chạy nhất thế giới trong tháng 10 năm 2020. Tiếp theo là những chiếc iPhone 12 Pro, chiếc smartphone 5G bán chạy thứ hai trong tháng 10 vừa qua. Và cái điều ấn tượng hơn nữa là những chiếc iPhone 12 này đã lọt vào danh sách 10 smartphone bán chạy nhất thế giới tính từ tháng 1 cho tới tháng 10, mặc dù là nó mới chỉ được mở bán trong khoảng 2 tuần của tháng 10 mà thôi. Vậy thì lý do nào khiến cho những chiếc iPhone 12 hấp dẫn như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo những chiếc iPhone 12 tại Di động Thông minh thì các bạn cũng có thể click vào link bên dưới phần mô tả của video này nhé. Giá cả luôn là thứ đầu tiên gây ấn tượng mạnh đối với người tiêu dùng. Giá mềm một chút là họ sẽ sẵn sàng chi tiền ngay. Với những chiếc iPhone 12 thì giá của những sản phẩm này lúc ra mắt thì nó tương đương với những chiếc iPhone 11 năm ngoái. Chỉ như vậy thôi thì cũng đã khiến người dùng cảm thấy hời rồi. Vì dù sao là iPhone 12 ra sau ít nhiều cũng sẽ có những cái nâng cấp mà giá lại không thay đổi. Thực tế thì không hẳn như vậy. Năm ngoái là khi mà iPhone 11 còn đầy đủ sạc, tai nghe, còn iPhone 12 năm nay thì không. Nhưng tâm lý người tiêu dùng là vậy rồi mà, người ta chưa chắc quan tâm đến cắt giảm nhiều hay không, cứ ra sau mà giá không thay đổi là thấy đáng mua rồi đấy. Kích thước vừa phải, thiết kế mỏng là cái điểm ăn tiền tiếp theo cho những chiếc iPhone 12 này. Như mình cũng có chia sẻ rất nhiều với các bạn trong các video về iPhone 12 trước đây, kích thước 6,1 inch là một kích thước vừa vặn với tất cả mọi người, nam nữ, già trẻ, tay to, tay nhỏ thì đều dùng thoải mái, cầm nắm vô tư, không lo bị quá khổ như những phiên bản Pro Max. Thêm nữa là để vào túi quần hay là túi xách thì đều không bị tốn diện tích tí nào. Máy cũng khá là nhẹ, mỏng, nhìn cực là thích mắt. Thêm vào đó thì cái khung vát vuông như này trông nó sang trọng và thanh thoát hơn so với cái khung tròn. Màu sắc cũng rất là đẹp mắt nữa. So với bản Pro và Pro Max thì phiên bản giá rẻ này sẽ có nhiều màu sắc trẻ trung hơn, hợp với các bạn trẻ năng động. Như mình thì mình đang có cái bản xanh mịn đây. Màu này thì hot không hề kém so với cái màu Pacific Blue đâu. Camera chỉ cần 2 thôi cũng đủ dùng rồi. Mặc dù trên thị trường hiện nay thì các hãng smartphone đều xuất hiện những mẫu máy kể cả tầm trung đi chăng nữa cũng đều được trang bị từ 3 cho tới 4 camera phía sau. Các bạn sẽ có như là cam siêu rộng này, cam macro, cam đen trắng, rồi cam telephoto hay là cam lidar gì đó vân vân. Nhưng mà sao mình lại nói 2 camera là đủ? Thực tế thì trong cuộc sống hàng ngày, đại đa số người dùng phổ thông, các nhu cầu chụp ảnh thường sẽ chỉ dừng lại ở chụp chân dung, chụp góc siêu rộng khi đi du lịch hoặc chụp nhóm mà thôi. Thêm nữa các bạn sẽ có chụp đêm hoặc là chụp ngược sáng. Còn những thứ như là chụp macro hay là cam đen trắng thì nó cũng sẽ gọi là hỗ trợ thêm những cái chức năng chụp ảnh cho các bạn mà thôi, hoặc phục vụ cho nhu cầu chụp ảnh nghệ thuật. Với những bạn nào mà công việc gắn liền với những kiểu chụp ảnh nghệ thuật như vậy thì mới dùng đến mà thôi. Và với những chiếc iPhone 12, số lượng tuy ít nhưng mà chất lượng thì luôn đảm bảo với ảnh chụp sắc nét, chi tiết tốt, chụp xóa phông cực ngon, quay video 4K chống rung đầy đủ. Như vậy thì các bạn sẽ không cần phải lăn tăn gì về số lượng ít ỏi trên camera của iPhone 12 đâu nhé. Cấu hình thuộc hàng khủng và cực kỳ ổn định với iOS. Những con chip di động của Apple không bao giờ làm người dùng phải lo lắng, luôn mang đến cho các bạn những hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ. Với Apple A14 Bionic trên iPhone 12 có thể cân mọi tác vụ, từ cơ bản cho đến chơi những tựa game nặng max setting ở mức rất là mượt mà. Cộng với sự tối ưu của iOS thì sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm ổn định, đặc biệt là sẽ được hỗ trợ lâu dài. Và như mình cũng có nói là Apple sẽ hỗ trợ các bạn update những chiếc máy của mình trong thời gian là 5 năm. Đây là điều mà những chiếc smartphone Android luôn luôn mong ước. iPhone 12 sẽ chỉ có 4GB RAM, thì đương nhiên là nếu mà so với những mẫu smartphone kể cả tầm trung hiện nay cũng đã được 6 hoặc 8GB RAM thì có vẻ cảm thấy rất là ít ỏi. Nhưng mà 4GB RAM này vẫn dư sức để các bạn đa nhiệm thoải mái nhé. Vậy nên về phần hiệu năng thì cũng không có gì phải chê với chiếc máy này rồi. Thực ra thì dung lượng pin không phải là một cái lý do để mọi người chọn mua chiếc iPhone 12 này. Nhưng mà mình vẫn sẽ nói, mình thấy pin của iPhone 12 không hề tệ đâu. Với một người sử dụng cả máy tính và điện thoại cho công việc thì mình thấy là iPhone 12 này đáp ứng được nhu cầu của mình như là nghe gọi, nhắn tin, lướt Facebook, TikTok hoặc là xem một vài bộ phim nhẹ nhàng từ sáng tới tối. Nói chung là thoải mái, mình dùng chiếc máy này trong một ngày rồi các bạn ạ. Còn nếu mà ra ngoài lâu thì chắc chắn vẫn sẽ phải mang theo dây sạc hoặc là sạc dự phòng rồi. Nói tóm gọn lại thì iPhone 12 là một chiếc iPhone nó dừng lại ở mức vừa đủ với tất cả mọi thứ, từ giá cả, thiết kế cho đến cấu hình rồi là camera, không gọi là quá nổi trội nhưng cũng không hề kém một tí nào. Nói tóm gọn lại thì nó rất là tuyệt. Còn các bạn thấy sao về chiếc máy này thì cũng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!